một cái bức ảnh mà hoàn hảo á là một bức ảnh nó không có tồn tại đâu. À, khi mà bấm máy á, thì quỷ nghĩ rằng là mỗi một cái khoảnh khắc đó nó là duy nhất. Lúc đó tất cả không khí, không gian, đất trời, con người sẽ gói gọn lại và nó sẽ là duy nhất. Qua một góc nhìn nữa, nhìn được cái nét đẹp của Tây Ninh, nó sống động, nó mỹ miều đến mức độ nào và nó hiền hòa đến như thế nào. Nhận cái lời mời của tỉnh Tây Ninh thì là quỹ đã mời Á Hậu, Vũ Hoàng My để cùng thực hiện một cái bộ ảnh làm sao đó để lột tả được hết những cái vẻ đẹp của Tây Ninh về văn hóa, về con người, về phong cảnh thiên nhiên, về một Tây Ninh mà người ta chưa từng biết trước đây. Trời ơi, đi cái này gần được không? Được không? Trong cái chuyến đi này thì quỷ mời My á là bởi vì hai anh em cũng đã có những cái cơ hội làm việc với nhau rồi và mình cảm thấy là mình và My rất là hiểu nhau. Cái hiểu á, tại vì khi mà một người mẫu làm việc với một nhiếp ảnh gia nó có thể có một bức ảnh đẹp, nhưng khi cả hai người mà hiểu nhau thì sẽ cho ra một bức ảnh nó rất là sống. Chồng nó nha, đẹp quá, đúng rồi, đi. Trời ơi, cưng lắm. Thì trong mỗi bức ảnh của anh Quỷ, ảnh đều có cái câu chuyện ở trong cái bức ảnh đó, rất là khác so với những nhà nhiếp ảnh gia khác. Bởi vì ảnh canh góc, ảnh một cách nào đó mà cái góc nhìn của ảnh nó luôn luôn là có một cái dụng ý kể chuyện trong từng cái khung cảnh và trong từng cái nhân vật hoặc là cái sự vật mà ảnh đặt để vào bức ảnh. Đó là cái nghệ thuật và cái cảm mà không phải là ai cũng có thể cảm được, từ cách kể chuyện, câu chuyện ở cái nơi chốn đó cho tới cái văn hóa, cho tới con người đó. My là cái chất My nó phải mềm mại hơn nữa. Đẹp quá My ơi. Em ấp vào, dễ thương vào My. Tất cả đều cố gắng để có những cái shot hình tốt nhất. Nhưng mà trong cái quá trình mà đi làm á, thực sự là cái áp lực về thời gian nó rất là kinh khủng. Ok nha, rồi đi, mình vô trong. Khi mà mình áp lực như vậy, mình phải làm sao để từng đến từng cái nơi và nói được hết tất cả những cái thu hút của Tây Ninh. Điều đó làm cho mình rất là mệt và ngủ không có đủ. Và cả ekip, cả anh Quỷ cũng vậy, cũng không có ngủ đủ. Mà khi mà không ngủ đủ thì gương mặt nó không có thể toát lên cái thần được của người mẫu. Và đồng thời thì anh Quỷ cũng chia sẻ là ở cái con mắt của mình nó chưa có cái hồn, đó là cái áp lực của mình. Nhưng mà đúng là mình bị cũng một cái áp lực về tinh thần lẫn thời tiết á. Tức là tinh thần là bắt buộc làm sao phải ra được cái sản phẩm đó, mà thời tiết thì nó cứ đối chọi với mình, nó chống đối với mình, nó rất là khắc nghiệt, nên coi như mình cũng căng thẳng theo. Rồi những cái shot hình tự nhiên cái nhiều khi mình chụp xong mà mồ hôi nó xè rồi mình không thấy đường nữa mà mình chụp nữa. Rồi cái bối cảnh đó mình cũng chưa từng thấy trước đây, nên mình không đủ cái sự chỉnh chu trong cái từng cái khoảnh khắc đó. Có những lúc hả, quả Quỷ lẫn My là coi như là mồ hôi đầm đìa luôn, coi như là phải lê lết rồi leo trèo rồi đủ các kiểu để mà tìm một cái góc ảnh. Thì những cái lúc đó mình cũng cảm thấy áp lực chứ.
Giống như mọi người vẫn hay nói là người Tây Ninh rất là ít khi nói, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được người Tây Ninh thế nào. Những cái cảm giác mà mình cảm nhận được những cái nguồn năng lượng á, thì mình cảm thấy rất là bình yên. Cảm giác như là thiền. Cảm giác như cách mà con người ở đây sống, họ rất là tĩnh. Và bản thân mình cũng cảm thấy mình tĩnh lặng theo. Thực sự là cái lúc mà mình chụp hình á, mình phải suy nghĩ quá nhiều thứ, cho nên là mình không có phải là tĩnh. Nhưng mà một số cái khoảnh khắc nó bùng lên là nó rất là tĩnh. Ví dụ khi mà Quỷ nhìn vào trong cái ống kính, nhìn sự chuyển động của My, hai bên cảm nhận với nhau được rất là rõ. Giống như là mình sẽ có một cái vũ điệu và đó, và người này chuyển dịch chuyển chỗ này thì người kia sẽ di chuyển qua chỗ khác. Nó sẽ là có những cái sự kết nối hòa vào nhau, để rồi mình sẽ cảm giác được cái sự thăng hoa trong từng cái shot ảnh của mình. Với bộ ảnh kết hợp cùng với anh Quỷ này thì Hoàng My hy vọng là mình có thể mang đến cái vẻ đẹp thực sự của Tây Ninh, và những cái linh hồn, những cái chất liệu, những cái thật mà Tây Ninh đang có.